Vâng, nay tôi quay giới thiệu các bác tiếp một mẫu Omni Panasonic của Nhật Bản. Omni này có mã là SU460V460. Mẫu Omni này thì cách đây khoảng 2 năm tôi đã bán cho một khách hàng tận trong Đắk Lắk. 2 năm chờ thì lại có tiếp một con này. Omni tôi bán giá 3 triệu giá mềm cho các bác mua. Hàng bao zin 100%, hàng bãi nguyên zin, rất còn mới luôn. Góc cạnh không bị sứt mẻ. Đây là móp do vận chuyển thôi. Cái này thì tôi lấy búa cao su tôi gõ bên trong ra phẳng ngay. Đây là tôi chưa mở ra. Còn nào móp tôi sẽ gõ lại. Còn như thế này là rất đẹp rồi. Góc cạnh không bị sứt. 3 triệu đồng. Âm ly này đánh hai đôi loa AB và A cộng B. Đây. Nó cũng gần giống cái con LOD tôi mới quay. Đánh hai đôi thì ấn cả vào. Còn đánh độc lập thì bỏ ra. Đánh hai đôi loa trên lâm đi có chỉnh bát tép rồi. Màu lá sương nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Cần loa bên phải có tiếng nhá, đấy vạch cái này. Vui nếp kinh nhân. Nó vặn sang bên trái này. Đôi lúc có tiếng cả này. Hai bên đều có tiếng nhá. Đây tôi có trò ấn vào thì mình chỉnh bát tép. Đây lao lướt. Là đường vào 1 này 2 3 4 5 6 6 đường vào ngay. Âm ly này công nghệ Class AA, một công nghệ rất hay. Anh hàng rất mới luôn. Hàng như này, hàng bãi như này vận chuyển về đây là rất mới luôn. Mà như con này thì đánh một xò than to này. Một xò than này to, con xò than này to gấp đôi con xò than của con LOD này. Một xò than nhưng mà nó dài tầm 5-6cm. To bằng 2 cái xò than con LOD. 3 triệu đồng. Hàng rất mới luôn. Tôi quay mặt sau các bác xem. Ngày mai chém thêm vần vào anh nhé. Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng. Này điện 100V sản xuất tại Nhật. 150W. Mã là SUV460. Đánh hai đôi loa AB. Đây tôi đang cắm tín hiệu vào đường CD. Ở bên này nó có cả chữ Nhật cả chữ tiếng Anh. Đây CD đây, chữ CD đây, tiếng Anh. Mày anh đi mình với mình vừa quen tình nhưng chưa thành tên đôi ta đều biết rằng không biết sức mẻ nhá. Tình yêu như hình với bóng. Hàng này là rất đẹp. Tình yêu như tờ giấy trắng như nước em. 3 triệu đồng bán giá mềm cho các bạn xin mua. Thì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé thì xin giữ ấm tình mình anh nhé. Sống cho kỷ niệm quá khứ tuy ship toàn quốc, các bác mua hàng thì chịu tiền vận chuyển qua tôi gửi thì các bác chịu tiền vận chuyển, đấy là điều đương nhiên. Bác đặt cọc khoảng 1 triệu tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng sẽ mang đến tận nơi cho các bác đưa tiền để họ đưa hàng, hoặc các bác có thể đến tận nơi mua. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3 chung cư Văn Phú Victoria, một khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm cạnh đường Lê Trọng Tấn và đường Quang Trung là tuyến đường chính của quận Hà Đông. Có tàu điện trên cao. Hôm nay mùa đông, mai kia là xuân đến. Dù ngày đêm xa vắng, vẫn hoài nhớ mong. Anh biết khi đi là cách biệt người quen. Bác thông cảm là các cái mẫu sản phẩm màu đen ấy, thì quay nó không thể sáng được. Đây đèn tôi 4-5-6 bóng này. Rất nhiều bóng. Nhiều bóng tuyết trôi nhưng nó không thể sáng được. Nó không như sản phẩm màu trắng. Nó rất tối luôn. Tôi đang bật thì hiện tại là 6 cái bóng tuyết nhưng không được. Chỉ đạt được như thế thôi. Màu đen thì các bác cũng dễ nhìn. Nhưng mà nói luôn là hàng này rất đẹp luôn. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Nét chữ hoa